Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là ngày 29 tháng 10 năm 2019 thì chúng tôi vừa bàn giao cho nhà anh chị Hưng Trang ở tại đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Việt Trì. Một bộ bàn ghế tần thủy hoàng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây trên màn hình là bộ sản phẩm chúng tôi vừa kê ở phòng khách nhà anh đây. Đây là bộ tay 12. Chất liệu sử dụng là chất liệu gỗ gõ đỏ. Do là điều kiện ánh sáng không tốt lắm nên là quý vị nhìn nó không được rõ nét lắm. Tôi có quay qua clip làm kỷ niệm với gia đình anh thôi. Về cái mẫu ghế tần thủy hoàng này thì quý vị chắc cũng đã xem rất là nhiều những clip giới thiệu chúng tôi rồi. Đây còn trên màn hình là anh chủ nhà đây, anh Hưng đây. Hôm trước anh đã về trực tiếp cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để duyệt phần mộc sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện và bàn giao lắp đặt cho gia đình anh. Rất cảm ơn gia đình anh nhé. Mọi người ai có nhu cầu hãy liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957 510 816. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ok, xin chào mọi người.